Hi, xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay là mình tiếp tục làm về cái con game này. Ô, bà này bang dưới. Ô đủ, ông ấy cũng qua. Thì càng những cái bàn về sau nó càng khó, phải nói là nó khó, suy luận cao. Cộng mấy cái là mình chơi á, thành ra là cũng không nhớ được chính xác giống như lúc trước mình chơi như thế nào. Ôi giời, lấy được chai rượu nữa nè. À, ôi trời, lên đây lấy được cái nọ này. Ông đi xuống kìa. Bá mà lên một cái một là mình toang luôn á. Rồi, thôi xong. Núp gấp. À, trốn. Mới lấy được có một món à, còn một món nữa. Do nãy là có cái ông ở bên này, thành ra là mình không lấy được. Mình sẽ đưa chai rượu đây trước, chuẩn bị trước để cho gọi là đỡ tốn thời gian. Ớt có rồi. Vẫn còn bên này à? Rồi mình toang luôn rồi, kẹt chứa hai đứa rồi. Hèn quá, mình xài lag chưa, canh đúng giờ luôn. À, nhiều khi đúng là hèn mà. À, nếu vậy nãy lúc trên này lên trên này xong rồi qua đây. Ồ, ê, tính ra vậy cũng chết, bà cũng lên mà. À, cái bàn này nó khó. Kiến ơi là kiến. Càng quá. Ông qua bên kia rồi. Ông qua bên kia mà chưa lấy được cây bông nữa thì làm sao mà lấy, tại vì lấy là sẽ chạy từ đây chạy qua bên này, sau đó xuống bàn này rồi mới tới được đây. Rồi hai người lên thì mình đỡ hơn rồi. Rồi bà ấy xuống rồi. Hy vọng là mình trúng kịp. Rồi qua đây cái. Cho con ăn cái này. Thêm cái này nữa. Rồi bỏ vô cái thuyền. Úi trời ơi. Rồi mình hầu như là mình đi được tất cả các bẫy á. Chỉ có cái là lấy cái tổ ong này đưa xuống dưới này nữa là xong rồi. Rồi kéo này. Ngon. Rồi ông đi nhanh đi dùng tôi cái ông ơi. Lấy tổ ong đưa xuống liền luôn. Tổ ong này khá tốn thì... À, cái này không nên để tính năng quay phim mới đúng.
Để tớ nó quay phim cái nó chậm hẳn. Vấn đề làm sao nhét tổ ong vô rồi. Không biết kịp giờ nhét tổ ong hay không. Rồi, lên, kiến, kiến cắn, kiến cắn. Án mối. Ngon luôn, con bổ đập thật như thế luôn. Rồi, mình nhét được tổ ong xong rồi, mình lấy xi măng bỏ vô cái bột này là xong. Là ông này ông sẽ đập và bị áp khu. Rồi con bồ lên, rồi sao cái gần gạt luôn. Một cái cảm giác thật là thú vị khi mà cái con game này nó đưa ra những cái tình huống gọi là hài hước. Game này nói chung là đưa cho chúng ta gọi là dựa vào IQ cao. Nếu mà các bạn chơi, các bạn trải nghiệm về IQ thì con game này hợp lý. Rồi, theo chút xíu luôn là sao ta? Chắc mình để tới mang qua phim á. Nó không cũng đều mà ta. Mình thấy mình đi cũng đều mà. Rồi qua bàn mới. Chỉ còn 1-2 bàn thôi kết thúc rồi. Đừng hoảng sợ. Bàn này mình chơi theo dạng như gọi là trải nghiệm nhá. Ông này lên cây bông, lên cây bông là lên trên là bà kia bà chưa đi ngủ nữa. Ở đây mình sẽ lấy được cái chiếu. Thảm chiếu gì đó. Súng bắn pháo hiệu. Đủ. Giờ súng bắn pháo hiệu ấy. Mà là bà chưa đi ngủ. Rồi ống xuống rồi. Qua đây đặt luôn đi. Cái này là chỉ cần cái này là mình chỉ cần gọi là đi hết bàn thôi được rồi, chứ không cần nhất thiết là phải đi ấy đó. Rồi giờ mình mới vô đây được nè. Ngắm biển luôn. Chết bài.
Chết bà luôn, đi với căng ấy à. Rồi bà lại đập lên bắn. Rồi bắn không hăng không. Rồi sao toe toe đấy. Bắn pháo rồi chết rồi. Rồi ông lại đi xuống. Ôi. Hình như mình nhớ là có một cái vẻ nâu nữa. À. Ui phết. À. Các bạn này nhiều khi nào phải bảo là muốn muốn chơi qua nhanh cũng khó lắm. Tại vì nó lâu á, cứ lấy cái này xong rồi qua cái kia các kiểu. Ừ này thì ngửi hoa này. Cứ đi vòng 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 vậy. À, chết chết bà. À, tự nhiên nó ống đi đảo đường mới đau. Căng ghê luôn á. Thôi cứ lên đây trước đi. Lên đây tấn. À do mình quên mất là cái khu này là mình chưa mình làm xong hết rồi, lên nó ống sẽ không qua nữa. Rồi mình luôn mình tăng này ói này. Ba thu thuyền trưởng, thuyền trưởng. Rồi qua đây đi, trả cho ít đồ coi. Đặt con cá lên, lấy khăn này. Đi lâu nha. Rồi sáng chói luôn. À không nhận nó chạy đi chạy lại vậy cũng mệt. Và ông này ông xuống ngó à. Ngó cái con bồ của ông đang tắm. Ôi trời. Cái bàn này có vẻ lâu nha. Đâu. Nhiều khi mà ai tắm thì nó phải vui. Nhưng mà giống cái nha, giống như mình thì giống cái nha, không có cảm được đâu. Rồi sao? Rồi con bổ ra. Đập cho ông tăng. Con
chim này nấy ở đây xong là ổ kiến nó xỉu nha. Nhiều khi nó gọi là phi lý mà nó hợp lý, mà hợp lý dạng phi lý. Rồi giờ đợi bài này đi xuống ngắm cảnh xong đi lên xong lại đi xuống. Cái nhỏ tắm lâu ghê, biết ở dơ mà tắm lâu ghê. Bán thuốc cái ngủ. Rồi, mở cửa sổ ra. À, ông phải uống đó. Mở ra. Mở ra. Xong. Xòe. Đủ giống đi đường này luôn. Sao mình ngồi đây là nó không có biết là mình là ai đâu. Cho nên ra. Vô, đi nhanh đi ông lội. Ông đi nhanh giùm tôi cái. Vô. Này thì quay nè. Này thì nấy tàu nè. Rồi xong. Kêu luôn. Tiêu luôn. Thắng mẹ luôn. Vâng, và cũng kết thúc con game rồi nha. Thì sau bao nhiêu gọi là khó khăn trăn trở, sau bao nhiêu những cái kỷ niệm về cái con game này, mọi người biết thấy thế nào? Rồi sao? Game có tàu còn là chìm như tinh lấp vậy. Thì mọi người coi thích video của mình thì nhớ đăng ký kênh, like xem cho mình, ủng hộ mình nha mọi người nha. Thôi. Cũng nói chung là con game này cũng đã kết thúc rồi. Rồi, chèo thuyền thế bài luôn. Còn mà vấn đề con bò ở đâu ta? Mẹ nó hò hét khi thế luôn. Rồi ông thuyền trưởng đâu? Bye bye mọi người. Mình xin kết thúc clip ở đây. Bye bye.